lý do gì? Có hả? Em không nhảy. Có thể trả lương cho những ngày mà em nghỉ em đi chơi. Chẳng hạn tôi thì thế cũng được. Đâu phải là muốn lấy là lấy đâu anh. Bây giờ lấy chồng về xong rồi làm gì? Chồng nuôi hả? Tôi vừa báo mà em không biết nữa hai. Keep your mouth shut. Nhưng mà em sợ lấy chồng tào lao của đấy á, người ta không có đủ năng lực nuôi em. Người ta cũng không có đủ năng lực thương em nữa. Cái đấy gọi là tào lao. Em không biết nó chơi nick nào luôn á. Biến rồi, tốc biến rồi. Sao mất tính game vậy anh em? Hai vợ chồng về like game cho vui xong. Ai trả lương cho? Về like cho vui nữa hả? Like cho vui rồi ăn gì, sống gì qua ngày nhở? Thì nó nuôi con. À, là sống kiểu một túp lều tranh hai trái tim vàng, hai đứa cùng vui á hả? Thôi thế thì tôi em nghĩ là không nên. The flesh is a bird. You have defeated an enemy. Lấy ai mà hết lòng thương mình thì sướng. Chứ còn lấy chồng ở đâu thì nó cũng như nhau thôi. The flesh is a bird. Anh thật nhỏ bé trong khi. Music is invigorating, isn't it? Xuống lên bạn ơi, trời. Từ từ để đi bộ xuống đủ chiêu lướt đã. Ôi nó hồi máu rồi. Chừng đấy đi vào chưa chắc đã giết được nó đâu. Đích ngay mà. Hồi nãy mà còn chiêu lướt kịp thời là nó chết rồi. Còn 1 lít chẳng mua được gì đâu bạn ơi. Để dành mua được ly trà sữa. Mua được ly trà sữa đó. Nói chung là gặp đúng người sẽ lấy thôi, gặp đúng người sẽ muốn cưới thôi. Còn đâu phải là ai mình cũng muốn cưới đâu, kể cả bao nhiêu tuổi cũng vậy đâu, không thể nào cưới đại được. Lấy chồng về mà phải sống khổ sở thì thôi, chịu.
Nếu mà phải mang tiếng một đời chồng thì tôi cũng chấp nhận ly dị. Music is invigorating. Isn't it? Fighting to create a song. Free your soul. Em lai mặt đi thì mới được ạ. The audience here is top notch. Trời, nó mà nhận dạng được là chắc chắn là cái game này có vấn đề. Good listeners are much more rare than good performers. Trời, anh cũng khó đánh nhau mọi người ơi. Ủa, anh Thỏ ở đâu vậy? Đừng nói là anh Thỏ là người Bắc nha. Anh Thọ ở ngoài Hà Nội hả? Hay kìa. Tự nhiên, trời ơi, thằng này nó còn xích được mình. Chết rồi, nó là mình còn đánh xích được mình. Quá lo. Không hiểu luôn. Game lật kéo mọi người. Nó sao lướt, nó cứ bị đứng yên một chỗ. Đấy, chém cái trụ này một cái này. Ok. Được rồi mọi người. Nguyên lật kèo rồi. Lật kèo. Cho nó bay hết lính đi. Ăn rồng rồng mọi người. Không muốn. Ê, thôi. Chạy ra kia mọi người. Từ từ khoan đánh nhau nhá. Thiếu người anh em ơi. Giờ mình bay vào nó xích mình sao ta? Nó lại trói mình thêm một cái nữa. Cố lên anh em ơi. Dê ra đi mọi người, kệ đi. Dê ra đi mọi người, phải tranh rồng với nó làm gì? Không, đừng tranh rồng với nó, bỏ đi. Cho nó ăn đi. Cái này xe dao của mình lợi hơn. Thôi, mọi người chạy xuống nó thấy rồi. Đi xuống ra chọc nó cho nó. Mình chạy xuống mà. Thấy không? Biết cái nó thấy mà. Support đâu rồi? Chết sai làm gì cái mọi người? Ôi. Cái chủ tại sao mình lại là đứa đi chết sai? Nó bay rồi kìa, đánh luôn đi mọi người, nó ăn xe ra kìa. Nhìn góc đấy là biết nó ăn xe ra. Đánh chết luôn, đánh luôn kìa. Hay cái AD ơi. Thôi đẩy mít đi, đẩy mít đi. Đợi xíu đấy mọi người. AD 2 kìa. Thôi chết rồi. Còn nó xích vào bay rồi kìa, xích vào bay rồi đánh luôn. Hay quá, trời ơi, đánh 0-2-3 mà hay mọi người. Đồng đội hay quá. Phải nói là game này đồng đội hay quá. Nên đồ cái gì ta? Giờ để tập trung đánh này. Anh nói slow quá. Music is invigorating. Không biết tên bạn ở đâu rồi. Trên này. Luôn mọi người, từ từ. Good listeners are much more rare than good performers. A front row seat for this mess. Đánh kìa, nó thích kìa, thích kìa mọi người. Yeah.
vậy ạ? Sẽ bị thua vàng này mọi người. Thua tiền, đánh na kiểu gì mà thua tiền trời. I can't believe I'm the teacher now. Một tên lính kia về thôi, sập bọt ơi. Về thôi em ơi. Về thôi sập bọt. Nè, thua luôn rồi. Thôi đáng ra là sập bọt phải về cho gì đẩy mới đúng. Về lúc không đấy là không kịp nữa rồi. Tính đứng ở giữa trận lính mà có thằng lính ở đó về không kịp. Trời ơi, ông AD đâu.